chào cả nhà. Và hôm nay Hương sẽ chia sẻ với các anh em một cái dòng nước hoa cực kỳ nổi tiếng luôn. Đó chính là dòng nước hoa Hermès của Eau de Toilette. Đùa thôi, đó chính là dòng nước hoa Hermès Vera với phiên bản là Eau de Toilette. Thì một cái mùi hương của nó sẽ như thế nào thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Vì sao cái lý do mà Hương lựa chọn cái dòng Hermès này là bởi vì lần đầu tiên mà Hương nghe cái mùi hương này, Hương không thích một chút nào hết và Hương cảm thấy cái mùi hương nó bị kỳ kỳ. Nhưng mà sau đó một thời gian thì Hương lại bị quyến rũ bởi chính cái mùi hương này, bởi những cái nốt hương ở cuối cùng. Và hôm nay thì Hương sẽ chia sẻ cho các anh em để chúng ta sẽ hiểu hơn về cái chai nước hoa này. Bởi vì Hương có một người bạn ở Pháp, thì anh này anh đã sử dụng chai nước hoa này hơn 5 năm rồi. Và anh mới nói với Hương một cái điều là anh dùng mùi này rồi thì anh lại cảm thấy nó đặc biệt hơn, nó làm cho cái cơ thể của anh nó có một cái điều thú vị hơn và bí ẩn hơn. Chính vì vậy mà anh không bao giờ bỏ chai nước hoa này. Vậy thì cái chai nước hoa này nó có điểm cái gì đặc biệt? Đó chính là mọi người sẽ nhìn thấy cái chai nước hoa này nó không thể có nắp nha, mà nó sẽ dặn lên như thế này thì sẽ khóa lại nè, và sau đó chúng ta sẽ kéo xuống như thế này thì mình sẽ thấy được cái vòi xịt không có sợ mất nắp cho các anh nam. Và có một phần nữa đó chính là cái phần chén gương ở cái chai nước hoa này. Ở dưới đáy chai thì nó sẽ có một cái chữ H tượng trưng cho cái biểu tượng của Hermès. Đó là một trong những cái điểm mà các anh nam có thể phân biệt được để mình có thể lựa chọn cái chai nước hoa hàng thật và hàng giả như thế nào. Bây giờ thì sẽ thực thử cái mùi hương này, xem cái độ mùi hương của nó sẽ ra sao mà nó lại làm cho người ta cảm thấy bị thu hút đến như vậy. Khi mới xịt ra cái mùi hương này, nếu mà ai mà không thích đó, chắc là sẽ bị bật ngửa ra sau, và bởi vì cái mùi hương nó quá lạ, nó không giống như những cái mùi mà cam chanh hay là những cái mùi thoải mái tinh thần đâu, không có nha. Mà đó là một cái cảm giác của một cái mùi da thuộc. Cái mùi nó rất là lạ và thậm chí là cái sự cay và tiêu một chút xíu nữa, nó làm cho cái mùi nó hơi bị dội một chút xíu. Nhưng mà tùy theo gu thôi, bởi vì có những người phụ nữ thích một cái người đàn ông thân thiện hơn, nhưng mà sẽ có những người phụ nữ lại thích một cái người đàn ông ít nói hơn, trầm tính hơn, tùy theo gu của mỗi người ha. Vậy thì cái chai nước hoa này là gu gì đây? Thì theo Hương luôn, đó chính là một cái người đàn ông mà thích một cái sự nam tính, lịch lãm. Giai đoạn đầu tiên có thể gặp là ít nói hơn, bởi vì cái sự trầm ấm của cái chai nước hoa này. Nhưng mà càng nói chuyện, mình lại càng cảm thấy những cái nốt hương này nó có một cái sự gọi là tươi mát hơn, ngọt ngào hơn bởi cam quýt một tí xíu. Đó, cái cảm giác như vậy. Và cái nốt cuối cùng của nó lại chính là hoắc hương và ma pha một chút xíu cái sự kết hợp của gia thuộc. Mọi người thấy không? Một cái mùi hương mà nó sẽ dẫn mình đi từ cảm giác này cho đến cảm giác khác, và nó hòa quyện lại với nhau, làm cho một người đàn ông trở nên thú vị hơn. Và đặc biệt, người đàn ông càng thú vị thì phụ nữ càng khoái. Đó, thì đó chính là cái cảm giác khi mà xịt cái chai nước hoa này. Thì Hương thấy luôn là nó cực kỳ phù hợp đối với những anh nam mà phải trên 30 nha, bởi vì nó cho thấy một cái sự trưởng thành hơn của một người đàn ông. Thì đây là một cái phong cách lịch thiệp á, kiểu giống như khi mà Hương nghe mùi này, Hương sẽ hình dung được một cái người đàn ông mà mặc một bộ đồ vest hoặc là một cái áo sơ mi trắng và mang một đôi giày tay thôi. Cảm giác lịch lãm mà một người đàn ông trưởng thành. Và bao giờ cũng vậy, một người phụ nữ sẽ cực kỳ thích những người đàn ông trầm tính, nam tính, lịch lãm. Nhưng mà càng gần thì họ lại càng cảm thấy yêu, bởi vì cái sự an toàn và cái sự ấm áp khi ở bên cạnh một cái người đàn ông. Thì đây là dòng nước hoa Hermès sẽ mang đến cho các anh nam một cái sự bí ẩn, một cái sự lạ lùng. Và khi mà mình sử dụng thì chỉ cần 5 phát thôi. Bởi vì sao? Bởi vì một cái cảm giác cái mùi hương nó ấm như vậy khi nó lên cơ thể. Nếu như mà mình xịt vào những vị trí hai bên bả vai, đằng sau gáy, vùng trước ngực và vùng rốn của mình, thì nó sẽ làm cho cái mùi hương nó tỏa hương ra. Và nó khiến cho các anh nam có thể sử dụng vào những cái thời tiết mình đi làm nè, đặc biệt là những buổi họp rất là quan trọng, những cái nơi mà càng trang trọng thì cái mùi hương đó nó lại làm cho mình càng trở nên thanh lịch hơn rất là nhiều luôn. Hy vọng rằng những anh nam chúng ta yêu thích một cái sự trưởng thành, một cái sự lịch lãm, và đặc biệt đó là một cái cá tính riêng của một người đàn ông, thì có thể sử dụng dòng Hermès Vera này với cái phiên bản là Eau de Toilette. Thì Hương nghĩ là nó phù hợp đối với thời tiết của Việt Nam mình hơn. Ngoài ra nó sẽ có một phiên bản Eau de Parfum thì nó sẽ đậm hơn một chút xíu. Tuy nhiên thì Hương lại thích cái phiên bản Eau de Toilette bởi vì nó cho Hương một cái cảm giác thoải mái tinh thần. Và như Hương đã chia sẻ là các anh đừng dễ bị sốc nha, bởi vì nếu mình thử ngay cái mùi hương đó thì mình sẽ cảm thấy cái mùi nó quá lạ. Nhưng mà cái mùi lạ đó nó lại tạo nên một sự nam tính, càng gần càng cảm thấy cái sự thú vị trong chính cái chai nước hoa của mình. Hương hy vọng rằng những chia sẻ của Hương sẽ giúp cho mọi người chúng ta hiểu hơn về một cái dòng nước hoa, cũng như là cái cách để mà chúng ta sử dụng nước hoa sao cho phù hợp từng hoàn cảnh. Và các anh em
nhớ comment cho Hương biết những cái mùi hương mà sau khi mà mình đã sử dụng và muốn nghe những cái video nào về những cái sản phẩm tiếp theo nha. Mến chào và hẹn gặp lại.